trước diễn biến hết sức phức tạp tại ukraine lúc này mới đây thủ tướng phạm minh chính đã ban hành công điện trong đó yêu cầu bộ ngoại giao xây dựng phương án đảm bảo an ninh an toàn sơ tán công dân và thành viên cơ quan đại diện khi cần thiết triển khai hỗ trợ về nơi ở lương thực thực phẩm thiết yếu và những điều kiện cần thiết khác Bộ Giao thông Vận tải cũng được giao nhiệm vụ chỉ đạo các hãng hàng không của Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch đưa người Việt và thành viên gia đình về nước. Bộ Công an có nhiệm vụ phối hợp tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giấy phát tờ xuất nhập khẩu cho công dân Việt Nam, người gốc Việt và thành viên gia đình. Hiện nay thì theo ghi nhận có khoảng 7.000 người Việt Nam sinh sống làm việc tại Ukraine, chủ yếu là ở Kharkov, Odessa, thủ đô Kiev và một số nơi khác.